Tammy muốn gửi tình yêu thương của Tammy và sự chúc mừng sinh nhật đến tất cả các bạn ở ngoài kia. Các bạn được trân trọng, hãy sống mỗi ngày giống như là sinh nhật của các bạn vậy. Hãy sống mỗi ngày giống như là bạn được sinh ra và làm mới mỗi ngày vậy. Đó. Và thay vì bị cái bản ngã nó dụ để mình cô lập mình hoặc là mình sống bằng những cái sự cô đơn buồn tủi hay gì đó, thì á thì mình muốn các bạn hãy kết nối với những con người thiện lành, những con người có đầy yêu thương và trí tuệ. Bạn sẽ cảm được họ, bạn hướng về họ bạn cảm như thế nào. Đương nhiên là những người chưa tu tập thì không nói rồi, họ có tùm lum nghiệp, họ sẽ cảm nghiệp của họ. Nhưng mà đối với những người họ thuần khiết, các bạn hướng đến họ, bạn sẽ cảm được cái phúc lành của họ. Có những người mình hướng về họ mình bị tiêu cực rồi không, không biết mình đang hướng về đâu. Thầy mình chúc cho tất cả mọi người biết yêu thương và đối xử với cuộc sống giống như là mình đang đối xử với chính mình vậy, tại nó sẽ trở lại mình. Cho dù mình thấy được cái chân lý nhân quả đó hay không, mình đang đối xử với thế giới như thế nào là mình đang đối xử với chính mình. Hãy suy nghĩ, lời nói, hành động những điều tốt đẹp nhất có thể. Thầy mình chúc cho tất cả mọi người, mọi loài, mọi sự sống có được cái trí tuệ thấu suốt chân lý của vũ trụ để giải thoát, để biết kiến tạo hành trình mà mình muốn được trải nghiệm, muốn kiến tạo thiên đàng, sống theo chiều hướng thiên đàng. We love you all. You are amazing. Thank you. Thank you. Thank you.